Chúng ta sẽ có một sự khảo sát cho anh Tiến ngay trên sóng này luôn. Thì cái phần mà hé lộ đầu tiên á, thì nó sẽ được bật mí ngay sau đây. Thì các bạn trong top 5 đã có những cái phần ứng xử trong vòng 45 giây. Và mọi người đánh giá những câu hỏi đó siêu khó. Rất khó. Quá khó. Thì nhà sản xuất ở đây, ban giám khảo ngồi đây, người ra câu hỏi ở đây. Thì chúng ta sẽ có những cái thử thách ngược lại đối với anh Tiến ngay trên sóng này. Thì top 3 sẽ xem cái phần trả lời của anh Tiến. Nhưng không kéo dài quá 45 giây. Anh Tiến vẫn sẽ là một thí sinh. Anh ơi, chị Giang hại anh rồi. Đúng. Mọi người ơi, xin lỗi. Em bức xúc lắm mọi người. Giang bắt có 45 giây à. Thiệt ra là với những câu hỏi mà Tiến đặt ra đó, Tiến hy vọng là các bạn sẽ có nhiều thời gian hơn để các bạn nói được nó rõ ràng cụ thể hơn. Bởi vì đối với Tiến á, cái thời gian và cái khoảnh khắc mà các bạn thi ứng xử á, nó chính là cái thời điểm thu hút được truyền thông nhiều nhất. Và đó sẽ là cái lúc truyền tải những thông điệp tích cực của Hoa hậu tới công chúng được hiệu quả nhất. Nhưng mà 45 giây thì tôi cũng có cái hay của nó là gì? Thấy được cái năng lực, cái khả năng xử lý của mấy bạn trong cái tình huống và cái cảm xúc đó, nó rất là gắt, nó thực sự nó là một cuộc thi luôn. Nhưng mà nếu là sự lựa chọn của Tiến thì Tiến lại muốn các bạn có nhiều thời gian hơn để nói được hết tất cả những cái ý trong đầu của mấy bạn. Và chính vì cái điều đó thì mọi người có thể cho Tiến 2 phút được không? Không. Không, anh phải 15 giây phải cùng thử thách bọn em chứ. Nhưng mà ba câu hỏi lận cho em. Rồi lỡ bây giờ anh trả lời mà thất bại thì tụi em có đẹp mặt không? Không, bọn em tin vào bọn anh của bọn em chứ. Bọn em tin vào anh lắm. Thì mình về nhà nói nhau được rồi. Rồi thì thôi thử thách đi. Không, bây giờ thay vì cả 5 câu 45 giây, bây giờ 2 câu thôi được không? Ừ, hoặc là 1 câu thôi. Hết cũng được, tao là một tao giả bộ khiêm tốn. Trời đất ơi, trời đúng rồi. Lúc này thì tất ba phải. Nhưng mà thật ra anh cũng muốn nói cái câu đáp án của tất cả những câu hỏi đó. Dạ. Một cách rõ ràng là bây giờ mình nếu là đi anh trả lời em sẽ trả lời như thế nào. Bạn kỳ vọng điều gì? Khán giả cũng đang rất là háo hức để xem câu hỏi. Rồi đọc từng nhất câu đi cưng, mà thôi cho anh thời gian nhiều đi được không? Trả lời gấp quá không ra thông điệp. Được, cái miệng anh bắn đáp anh chắc ăn là kịp đó. Tao xin lỗi tụi bay là tao nói kịp đó. Bọn em đồng ý. Không, cái gì em có ý kiến thế này. Bây giờ nói một câu, rồi 45 giây còn 4 câu còn lại nó sẽ nói đầy đủ. Em có ý kiến là bây giờ mình nói một câu, ví dụ như là câu hỏi số 1 đi, anh nói là 45 giây, xong anh sẽ nói lại cái câu hỏi số 1 đấy bằng là 2 phút. 2 giây. Đúng rồi, version mình sẽ có hai version khác nhau, một version 45 giây, một version 2 phút. Một câu thôi. Okay. Chọn đại một câu đi rồi thử thách đi. Không, nhưng mà bọn em muốn nghe là cùng một cái câu hỏi đó, nếu mà hai version khác nhau như nào. Anh cố lên. Mình chốt lại là sẽ là hai version em ạ. Hai version. Thì theo các bạn trong top 5 thì câu hỏi nào nó sẽ cảm giác có thể làm khó được anh Tiến nhất? Chị Duyên là câu gì? Chị là câu chảy máu chất xám. Câu chảy máu chất xám đi ha. Rồi, bắt đầu hồi ngưỡng. Bây giờ phải tranh cho thời gian. Bây giờ mình phải liệt kê ra. Bây giờ mình cho thời gian tranh ngưỡng. Chảy máu chất 1 là chảy máu chất xám này. 2 là môi trường sử dụng. Bây giờ anh sẽ trả lời hết 5 câu 45 giây luôn. Chỉ giới thiệu chuyện cho anh thôi. Câu đồng hồ thôi. Trả lời từ bên nghe. Anh trả lời hết luôn hả? Đúng. Ok. Cho tôi đồng hồ. Em sẽ là người anh không thấy. Thì mình sẽ trả lời 5 câu. Anh Tiến, thế thì mình sẽ trả lời là 5 câu là 45 giây. Và anh sẽ pick ra, xong rồi bọn em sẽ pick ra một câu để anh trả lời 2 phút. Được không? Bây giờ lâu lâu tao mới được lên sóng thì tao lại trả lời 5 câu 2 phút luôn đi. Cho nó đúng được đi. Rồi. Ok, dạ, chiều dạ, anh. Rồi, chiều anh đi. Chiều anh cả đi. Hôm nay là sân chơi của anh. Sân chơi của anh. Ok, ekip đang chuẩn bị một xíu nha. Dạ. Thì em sẽ đọc cái câu hỏi đầu tiên. Rồi, đọc câu hỏi. Pháp luật Việt Nam hiện nay chỉ cho phép nhóm đối tượng nhất định được sử dụng phương pháp IVF, thụ tinh ống nghiệm, cụ thể chỉ dành cho cặp vợ chồng vô sinh và phụ nữ độc thân. Theo bạn, những cặp đồng tính nam có nên được ủng hộ để sử dụng phương pháp này hay không? Tại dạ sao? Thì 1, 2, 3. Nhu cầu có người thân ở bên cạnh là một nhu cầu căn bản nhất của quyền con người. Cho nên chính vì vậy, cho dù bạn là giới tính nào, là nam hay nữ, độc thân hay có gia đình, thì việc có một người thân ở bên cạnh là điều hoàn toàn chính đáng. Cho nên Tiến nghĩ rằng bất kể bạn là ai, bạn cũng xứng đáng được phép sử dụng phương pháp thụ tinh nhân tạo để có một người thân bên cạnh của mình ở trong cái quãng đời của mình. Còn tất nhiên với các phương pháp y tế thì nhà nước sẽ cần phải có những luật quản lý đủ nghiêm ngặt để tránh xảy ra những hiện tượng tiêu cực và gây mất an ninh xã hội. Wow. Rất là ngắn gọn. Vẫn còn dư và tầm 10 giây trọng tâm. Rồi. Không, cái này nó đang bị lượt đi những cái phần hình thức của câu hỏi. Ví dụ như em xin cảm ơn câu hỏi của ban giám khảo và bây giờ là câu trả lời của em. Và ngày sau khi trả lời xong thì ngày hôm nay em đứng đây em muốn nói thông điệp gì? Có nghĩa là nếu thời gian dài hơn, Hoa hậu sẽ có những cái phần về hình thức của cái câu trả lời để nó đầy đủ đầu, đuôi và thông điệp và tuyên ngôn. Còn cái này là mình chỉ đang nói chính vào cái câu trả lời ngắn gọn nhất thôi. Nó thiếu đi cái phần hình thức. Mình có trọng tâm trong đó. Ok, thì thử thách tiếp theo. Rồi khỏi trả lời 2 phút, mình thấy cũng đủ ý. Em thấy anh chưa từng thử với anh sợ, anh sợ mà anh hô hào quá là anh sai là bị nhục trên sóng.
Câu hỏi thứ hai, trong cuộc sống hiện đại, một bộ phận giới trẻ có xu hướng sống thử khi đang yêu. Điều này khiến vai trò của giấy đăng ký kết hôn bị đặt dấu hỏi, khi việc sống thử thường được lựa chọn vì tiến hành đăng ký kết hôn. Bạn nghĩ sao về vấn đề này? 45 giây bắt đầu. Với những người phụ nữ đã trưởng thành và hiểu rõ ràng nhất, đầy đủ nhất tất cả những mặt tốt và mặt chưa tốt của cái việc sống thử, thì thực ra các bạn sẽ có quyền tự chủ động lựa chọn cái phương thức sống của mình và bạn sẽ tự chịu trách nhiệm với điều đó. Tuy nhiên có một điều các bạn sẽ cần phải lưu ý, đó là đứa con được sinh ra nếu các bạn có thai ngoài ý muốn và chưa đăng ký kết hôn, thì đứa con đó nó sẽ rơi vào hoàn cảnh là làm khai sinh mà không có tên cha trên khai sinh. Và điều thứ hai nghiêm trọng hơn nữa là nếu các bạn đăng ký kết hôn sau khi có đứa con đó, thì đứa con này sẽ trở thành con ngoài giá thú của hai bạn. Vậy thì bạn tôn trọng nhân quyền của bản thân bằng cách đề cao cuộc sống tự do, nhưng liệu bạn có đang xâm phạm quyền con người của đứa con tương lai của mình hay không? Sát luôn. Chưa kịp tắt mic nữa, chưa kịp tắt đèn mọi người. Vừa khít luôn. 3 giây nó mới hết. Mọi người top 3 đánh giá như thế nào về cách trả lời? Anh cả quá định. Như thế này khác gì khen ngân hàng nhiều tiền đâu trời. Không, em có thể khen ngân hàng đẹp trai được. Dạ. Anh thích điều đó hơn. Chúng ta tiếp tục tới câu hỏi thứ 3. Túi ni lông từng rất thịnh hành trong nửa cuối thập niên 1900 nhằm giảm thiểu vấn đề nạn phá rừng khi dùng túi giấy. Nhưng từ năm 2000, túi giấy đã thịnh hành trở lại vì túi ni lông khó phân hủy và có hại cho môi trường. Theo bạn, việc trở lại sử dụng túi giấy có tiếp tục gây ra nạn phá rừng hay không? 45 giây, bắt đầu. 50 năm trước, để mà sản xuất giấy thì người ta sẽ phải khai thác gỗ ở rừng. Nhưng nhờ vào 50 năm chúng ta sử dụng ưu tiên túi ni lông, cho nên người ta đã có thể trồng và khai thác gỗ một cách có quy hoạch thông qua các nông trại cung cấp gỗ. Vậy thì ngay thời điểm này, ngay lúc này chính là lúc chúng ta có thể an tâm sử dụng túi giấy mà không lo ngại vấn nạn phá rừng, bởi vì chúng ta đã có quy hoạch trong việc trồng và cung ứng nguồn nguyên liệu cho việc sản xuất giấy rồi. Chúng ta hãy ngừng và hạn chế sử dụng túi ni lông nhé. 17 giây còn dư. Sao càng ngày càng xuất sắc vậy ta? Câu hỏi tiếp theo đi ha. Theo luật pháp Việt Nam, kể từ năm 2024, độ tuổi nghỉ hưu của lao động nam là 61 tuổi, lao động nữ là 56 tuổi 4 tháng. Theo bạn, trong trường hợp pháp luật Việt Nam chấp nhận thay đổi giới tính cho người chuyển giới, tuổi nghỉ hưu của người chuyển giới được tính theo nam hay nữ? 45 giây bắt đầu. Thông thường nếu luật có quy định về sự khác biệt giữa nam và nữ thì thường dựa vào đặc điểm về thể chất khác biệt giữa nam và nữ. Đối với người chuyển giới từ nữ sang nam, thể chất căn bản của họ là nữ. Đối với người chuyển giới từ nam sang nữ, thể chất họ đã bị suy giảm và có nguy cơ giảm 20 năm tuổi thọ. Chính vì vậy, Tiến sẽ ủng hộ việc người chuyển giới họ được tính tuổi nghỉ hưu theo chế độ hưởng phúc lợi của nữ giới. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất bây giờ là rất mong sẽ sớm có bộ luật công nhận người chuyển giới để họ được sống đúng với bản thân mình trước đã. Rất là bảo vệ nhân quyền luôn á. Tự nhiên anh trả lời xong em thấy em thấy ra em thấy sao? Thấy sao? Em thấy em sai rồi, em xin lỗi cả nhà. Rồi, thử thách chặng cuối nha. Có quan điểm cho rằng các cuộc thi tìm kiếm nhân tài tại Việt Nam lại đang gây ra hiện tượng chảy máu chất xám, khi đa số các cá nhân xuất sắc từ những cuộc thi này được tài trợ học bổng đi du học nhưng lại ít quay trở về đất nước. Bạn nghĩ sao về quan điểm này? Bắt đầu. Chảy máu chất xám nó không đáng sợ bằng việc không có chất xám. Cho nên việc đầu tư để chất xám phát triển ở nước ngoài vẫn là ưu tiên tiên quyết hàng đầu để một quốc gia phát triển. Còn cái việc chất xám có quay trở về hay không, nó phụ thuộc vào cách chúng ta xây dựng lòng yêu nước và tự tôn dân tộc ở giới trẻ. Và Tiến thấy được rằng gần đây giới trẻ càng ngày càng có lòng yêu nước và tự tôn dân tộc càng cao. Cho nên Tiến tin chắc tương lai Việt Nam sẽ không còn chảy máu chất xám nữa mà chất xám sẽ quay trở về. Con này còn bao nhiêu giây? 17 giây. 17 giây. Câu này là của Kỳ Duyên trên trên tấm. Ôi, hình như là em nhớ là cái câu trả lời của em nó cũng có trùng vị ý của anh mà đúng không? Thôi, thế là mình trả lời đúng rồi. Thì đó lý do em qua hậu đó em. Lý do cái này được đặt trên người chị nhỉ.